Thực hiện chương trình công tác đoàn và kế hoạch sinh hoạt hè, câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ vì cuộc sống cộng đồng, đoàn trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực phối hợp đoàn xã Núi Tô tổ chức chương trình sân chơi hè cho thiếu nhi năm 2023 tại trường tiểu học B Núi Tô vào sáng ngày 16 tháng 6 năm 2023. Chương trình thu hút 100 học sinh tham gia. Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể và trò chơi trúng thưởng gồm các trò vượt chướng ngại vật, kẹp bóng về đích, ném banh, thổi thuyền về đích và tô màu tranh. Các em tham gia trò chơi và nhận quà, sữa, bánh kẹo từ thành viên câu lạc bộ tổ chức. Nhân dịp này, câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ vì cuộc sống cộng đồng gửi tặng 10 phần quà học tập cho 10 cá nhân học sinh nghèo, học giỏi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 6.550.000 đồng từ nguồn quỹ xã hội hóa. Trong đó, có 110 phần quà bánh do bếp trưởng Trần Nhật Trường và các thành viên câu lạc bộ bánh bếp học đường trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực chế biến và tài trợ. Hoạt động là dịp để các thành viên câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ và câu lạc bộ bánh bếp học đường trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích tình nguyện nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, rèn luyện kỹ năng, duy trì và nâng cao câu lạc bộ. Hoạt động cũng tạo sân chơi hè bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi vui chơi.